Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình Các bạn thân mến Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội, blog và cả đài báo nước ngoài như BBC, RFA, WA, RFI Liên tục đưa ra các bài viết về cái gọi là tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức Đối tượng đang thụ án 16 năm tù giam tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự và đi liền với đó là những thông tin mang tính bịa đặt vu khống về tình hình dân chủ chân quyền ở Việt Nam. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Sự thật về cái gọi là tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức của Thanh Sơn. Dưới những tiêu đề giật gân như Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới 34 ngày, thư khẩn về tính mạng của Trần Huỳnh Duy Thức cùng các khẩu hiệu như phi thức, thả tự do cho thức Trần Huỳnh Duy Thức vô tội. Các bài viết này còn nhận được sự hà hơi tiếp sức của một số tổ chức gián nhãn hiệu quốc tế và tổ chức phi chính phủ với hình thức thư ngõ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng phạm tội đang bị giam giữ. Tuyệt thực, một trong những chiêu trò vốn không còn xa lạ của các tổ đối tượng bị kết án do có hành vi vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia dù bản thân có hoạt động kích động chống đối xuyên tạc bôi nhọ chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam nhưng đến khi phải đối mặt với bản án những đối tượng này vẫn không ngừng thực hiện các chiêu trò chống phá chiêu trò tuyệt thực của rít này đã từng được những tù dân chính trị tù nhân lương tâm tự phong như cù huy hà vũ nguyễn văn hải hải điếu cày nguyễn ngọc như quỳnh áp dụng nhưng đã bị dư luận trong và ngoài nước vạch trần lên án và Tấn trò tuyệt thực lại tiếp tục được Trần Huỳnh Duy Thức và các đối tượng chống đối diễn lại từ tháng 5 2016, hồng thu hút sự chú ý của dư luận nhằm tiếp tục vu cáo Đảng nhà nước Việt Nam đặt ra các đòi hỏi yêu sách phi lý. Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14 tháng 5 2016 tại trại giam số 6 khi gặp bố và thân nhân đến thăm nuôi, Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố sẽ tuyệt thực không thời hạn bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 2016 và kể từ hôm đó, Trần Huỳnh Duy Thức không nhận khẩu phần ăn do trại cấp phát, nhưng vẫn sử dụng đồ ăn, uống do gia đình cung cấp và mua tại căng tin của trại giam. Cũng với chiêu trò tuyệt thực, tháng 6 2018, Thức có đơn gửi lãnh đạo đảng nhà nước kiến nghị lại bản án đòi miễn hình phạt theo quy định của luật hình sự năm 2015. Năm 2020, mượn cớ chưa được tòa án nhân dân tối cao trả lời về việc đơn thư, Thức tiếp tục tuyên bố tuyệt thực đến khi tòa án trả lời mới dừng. Điều đáng nói là đòi hỏi của Trần Huỳnh Duy Thức muốn được áp dụng mức án cho người phạm tội căn cứ theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015 vào bản án xét xử theo Bộ Luật Hình Sự năm 1999 mà ông ta đang phải thi hành là hoàn toàn phi lý bởi vì nguyên tắc Luật Hình Sự Việt Nam không có lựa hiệu lực hồi tố mà chỉ cho phép vận dụng quy định này trong một số trường hợp cụ thể để thể hiện sự khoan hồng và tính nhân đạo của nhà nước. Với trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức xét từ mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cùng thái độ chống đối gây rối trong thời gian thụ án thì bản án dành cho ông ta được dư luận đánh giá là hoàn toàn thích đáng. Sau những chiêu trò tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức và được các đối tượng lưu loa trên mạng thì cuối năm 2018 kênh truyền hình An ninh TV đã công bố clip chứng minh hoàn toàn không có chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Những hình ảnh thực tế cho thấy ông ta vẫn sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Qua clip có thể thấy rõ danh mục đồ ăn, thức uống mà ông Thức sử dụng trong toàn bộ khoảng thời gian đó như thịt, cá biển, cà phê, đường. Có thể kể ra một vài ví dụ như ngày 4 tháng 9 năm 2018, tại bản kê khai đồ, quà thân nhân gửi cho phạm nhân qua đường Bưu Điện, Trần Huỳnh Duy Thức đã nhận được từ vợ là Lê đến Kim Thoa, sinh năm 1966, số quà có trọng lượng 3,95 kg, trong đó có một hộp sữa hộp Ensure, một túi rút bông, hay như ngày 16 tháng 9 năm 2018, chị gái thức là Trần Thị Thu Liên, sinh năm 1963, tiếp tục gửi 5 ký các đồ ăn, uống bổ dưỡng gồm sâm ngâm, mật ong, kẹo bánh, sữa đặc, phô mai, canh rong biển, cháo sen. Và còn rất nhiều lần khác, Thức đã mua đồ ăn ở căn tin của trại giam với chữ ký nhận đầy đủ của ông ta. Qua clip, người xem có thể dễ dàng nhận thấy Trần Huỳnh Duy Thức vẫn sinh hoạt giải trí như mọi ngày, không có biểu hiện suy nhược hay mệt mỏi như thường thấy ở những người nhìn ăn uống Trong trại giam số 6, thức không chỉ ăn uống đầy đủ mà còn được chăm sóc chu đáo, tận tình về sức khỏe Thiếu tá Đỗ Doãn Tĩnh, bác sĩ của trại giam số 6, người trực tiếp kiểm tra sức khỏe Trần Huỳnh Duy Thức Cho biết trong khoảng thời gian thông tin thức tuyệt thực được phát tán trên mạng qua kiểm tra y tế Các chỉ số sống như hô hấp, huyết áp, tim mạch của thức đều ổn định, bình thường trong nhiều lần khác, các kết quả kiểm tra thể hiện trên phiếu khám sức khỏe mà chính Trần Huỳnh Duy Thức đã xác nhận đều ghi nhận sức khỏe bình thường, đủ điều kiện thụ án. Điều này thêm một lần nữa khẳng định rằng không thể có chuyện thức tuyệt thực mà sức khỏe lại tốt như vậy. Vậy sự thật về cái gọi là tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức là gì? Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, nguyên giám đốc công an tỉnh Nghệ An, đại biểu quốc hội khóa 14 cho biết tuyên bố tuyệt thực là chiêu trò thường được các đối tượng thụ hình tại các trại giam do Bộ Công an quản lý áp dụng theo nghĩa thông thường, tuyệt thực có nghĩa là nhìn ăn, nhìn uống và theo thời gian thì sức khỏe ngày càng giảm sút. Nhưng trên thực tế, các đối tượng này vẫn béo, khỏe, rất minh bẩn. Trong thời gian tuyên bố tuyệt thực, những đối tượng này không nhận các phần khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn của trại giam cung cấp mà ăn đồ tiếp tế của gia đình gửi vào và sử dụng tiền lưu ký để mua đồ ăn ở căng tin. Ngay sau khi phát hiện Trần Huỳnh Duy Thức không nhận khẩu phần ăn, trại giam số 6 đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cán bộ quản giáo của trại đã giáo dục giải thích động viên thức sử dụng khẩu phần ăn do trại cấp lập biên bản ký xác nhận đầy đủ thông tin mua bán tại cân tin đồ tiếp tế của gia đình thực hiện khám sức khỏe cho thức hàng ngày chính trần huỳnh duy thức đã tự xác nhận điều này ngày 24 tháng 5 năm 2016 trong biên bản làm việc với cán bộ trại giam trần huỳnh duy thức viết ký xác nhận nội dung tôi tuyệt thực không liên quan đến chế độ chính sách trại giam số 6 khẩu phần ăn của tôi được cấp phát đầy đủ từ khi nhập trại Tuy nhiên, tôi sẽ duy trì bằng cách uống 3 bịch sữa mỗi ngày. Trong đợt tuyệt thực đó, từ 24 tháng 5 2016 đến ngày 31 tháng 5 2016, ông ta sử dụng 21 hộp sữa loại 180ml, 10 bịch sữa tươi loại 220ml, 21 gói cà phê sữa, 17 gói trà xâm cùng nhiều đồ ăn thức uống khác. Như vậy, hoàn toàn không có chuyện tuyệt thực. Đó chỉ là những chiêu trò nhằm vu khống lực lượng công an Việt Nam. Theo lẽ thường, một người mà tuyệt thực tới hơn 30 ngày thì chỉ còn da bọc xương, không thể gượng ngồi dậy, được và chắc chắn là trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Còn với Trần Huỳnh Duy Thức có một điều hài hước là sau những thông tin tuyệt thực tính mạng nguy hiểm thì thức đã tăng lên những 4,5 kg. Qua những hình ảnh bằng chứng xác thực của Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam số 6, rõ ràng một số thông tin trên mạng xã hội liên quan đến cái gọi là tuyệt thực đến chết của Thức hoàn toàn là bị đặt gây rối hòng vu cáo xuyên tạc chính sách giáo dục và cải tạo phạm nhân của đảng nhà nước ta, kích động các hoạt động chống phá tạo cớ cho các tổ chức bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ xâm hại an ninh quốc gia Việt Nam. Chiêu trò tuyệt thực còn cho thấy sự cố gắng một cách tuyệt vọng của một nhóm người đáng thương tự xưng là nhà đấu tranh dân chủ, đồng thời là hồi chương cảnh tỉnh cho những ai còn nhẹ dạ cả tin và vào hùa trước những thông tin không đúng sự thật.